Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 14 tháng 3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng các bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Liên bang với sự có mặt của các nghị sĩ Quốc hội và Hội đồng Liên bang, đánh dấu nhiệm kỳ thứ tư của vị nữ thủ tướng này. Nội các mới của Đức cũng có cuộc họp đầu tiên chấm dứt thế bế tắc trên chính trường Đức gần 6 tháng sau cuộc bầu cử quốc gia. Ngày 14 tháng 3, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn ông Larry Kudlow làm cố vấn kinh tế trưởng, thay thế ông Gary Cohn mới ra đi vì các bất đồng liên quan đến chính sách thuế thép, nhôm nhập khẩu. Ngày 13 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson và bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo thay ông Tillerson giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Ngày 13 tháng 3, Trung Quốc đã công bố kế hoạch cải tổ nội các quy mô lớn nhằm củng cố bộ máy chính phủ hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Kế hoạch cải tổ do Quốc vụ viện soạn thảo sẽ được trình lên kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 để thảo luận. Liên minh cánh hữu của Italia, đứng đầu là đảng liên đoàn của ông Matteo Salvini, vừa có bước đi đầu tiên hướng tới việc đàm phán với đảng dân túy phong trào 5 sao để thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử hôm 4 tháng 3 vừa qua. Năm 2018 là năm khởi đầu cho giai đoạn 25 năm tiếp theo của mối quan hệ Hàn-Việt. Nhìn lại chặng đường 25 năm qua của mối quan hệ này, chúng ta có thể thấy mối quan hệ thương mại đầu tư đã phát triển vượt trội. Hàn Quốc đã trở thành nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam và cũng là nhà cung cấp tài trợ song phương lớn thứ hai cho nước ta. Mời quý vị cùng nhìn lại quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc qua phóng sự sau đây. Trải qua 25 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực. Hai nước thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp. Đến nay, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc, cụ thể là kim ngạch thương mại hai chiều giữa nước năm 2016 đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, 11 tháng đầu năm 2017 đạt 58,5 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Để có được thành quả này thì nhờ vào nhiều yếu tố, mà yếu tố quan trọng nhất chính là cơ cấu tương trợ lẫn nhau về kinh tế giữa hai nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng nhìn thấy những tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, trong đó đánh giá cao về tay nghề, sự cần cù của người lao động Việt Nam. Đó cũng là lý do có một làn sóng lớn các nhà đầu tư Hàn Quốc đổ vào thị trường Việt Nam. Ông Park Chun-ho, Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, Kocha cho biết, có hai lý do khiến doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam. Thứ nhất, đó là sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Thứ hai là những chính sách của chính phủ được duy trì theo hướng cải thiện môi trường đầu tư, cởi mở, nên thu hút được nhiều các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc. Ngoài kinh tế, du lịch cũng là một lĩnh vực mà hai nước đạt được những kết quả rất tốt đẹp. Việt Nam là quốc gia mà người Hàn Quốc đến thăm nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. Số du khách và du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc cũng đang ngày càng gia tăng. Thưa quý vị, để khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của mối quan hệ Việt-Hàn, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng 4 tới đây. Đây là chuyến thăm thứ hai của Tổng thống Moon Jae-in đến Việt Nam trong vòng 4 tháng qua. Để biết thêm thông tin về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Sang Muli, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Việt-Hàn tại Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Được biết Tổng thống Moon Jae-in sắp có chuyến thăm Việt Nam vào đầu tháng 4. Ông có thể cho biết mục đích của chuyến thăm này. Cảm ơn bạn đã mời tôi tham dự chương trình ngày hôm nay. Mục đích của chuyến thăm tất nhiên là do Tổng thống muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, không chỉ về chính trị mà còn kinh tế, thương mại. Chúng ta đã biết là Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ vững chắc lâu đời và Tổng thống chúng tôi muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông trong vòng 4 tháng đến Việt Nam. Mục tiêu của Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở hợp tác song phương, mà chúng tôi hướng đến một tương lai mà hai nước chúng ta cùng là đối tác và xây dựng các dự án ở một nước thứ ba như Trung Đông chẳng hạn. Ông có thể cho biết những phát triển trong quan hệ hợp tác thương mại kinh tế hai nước đã đạt được tính đến thời điểm hiện tại? Trên thực tế, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã bắt đầu từ năm 1990. Trước đó, mối quan hệ của hai nước không được nồng ấm lắm. Đến tháng 12 năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
đến nay đã 25 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, các doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc đã đến thị trường Việt Nam đầu tư và hoạt động hết sức mạnh mẽ. Đến nay, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là một trong những mối quan hệ mạnh mẽ nhất trong số hơn 100 quốc gia trên thế giới, không chỉ về chính trị, văn hóa, mà còn cả về kinh tế, cũng như trao đổi giữa con người với con người. Hiện số người Hàn Quốc đang sống và làm việc ở Việt Nam vào khoảng 200.000 người. Ngược lại, ở Hàn Quốc, số người Việt Nam vào khoảng 180.000 người, trong đó có đến 60.000 cặp vợ chồng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thế hệ những người còn lại mang hai quốc tịch là rất lớn. Nói thế nào nhỉ? Việt Nam và Hàn Quốc có thể gọi là thông gia của nhau. Và điều này là bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa hai nước là rất tốt. Thế còn mối quan hệ về kinh tế và thương mại thì sao thưa ông? Tại Việt Nam đang có rất nhiều công ty đầu tư, nhưng Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tư lớn nhất, đứng thứ tư trong số các nước đầu tư vào Việt Nam với tổng giá trị đầu tư 58 tỷ đô la Mỹ. Và tổng số các công ty Hàn Quốc đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam xấp xỉ 6.500 công ty. Cũng có nhiều công ty Việt Nam đang phát triển, đầu tư và hoạt động tại Hàn Quốc. Chúng ta có thể kể đến FPT và nhiều công ty lớn khác. Họ đang hoạt động và kiếm được nhiều lợi nhuận tại đất nước chúng tôi. Ông giải thích thế nào về sự phát triển mạnh mẽ này? Về cơ bản, tôi luôn cân nhắc đến việc đâu là những điểm khác biệt và đâu là những điểm tương đồng giữa hai nước. Kể từ năm 1993, tôi đã bắt đầu làm việc tại đây. Tôi bắt đầu làm việc cho LG từ năm 1993 đến năm 2005. Tôi đã thường xuyên tiếp xúc và trao đổi với các lãnh đạo của Việt Nam, như nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng và nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Chúng tôi thường trao đổi với nhau về quan hệ hai nước, và cả lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đều có cùng quan điểm về vấn đề này, đó là chúng ta là những người bạn hết sức thân thiết. Như tôi đã nói, chúng ta là thông gia của nhau trong 25 năm qua, và mối quan hệ này sẽ còn mạnh mẽ hơn trong 25 năm tới. Khi các thế hệ sau lớn lên, những người này sẽ có hai quê hương, theo đó quan hệ trên bất cứ lĩnh vực nào cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Đây là điểm quan trọng nhất khi đề cập đến sự phát triển trong quan hệ hai nước. Quay lại câu chuyện, vào năm 2006, khi tôi nghỉ tại LG và bắt đầu mở công ty riêng về hỗ trợ đầu tư giữa hai nước, cũng như làm tại Hiệp hội Hữu nghị Hàn Việt với tư cách là Phó Chủ tịch. Chúng tôi đã làm rất nhiều hoạt động, chương trình xúc tiến thương mại, văn hóa. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ này đã giúp thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, Việt Nam và Hàn Quốc cũng có FTA. Hiệp định thương mại này đã đem lại lợi ích rất lớn cho hai nước. Hàn Quốc có hiệp định FTA với ASEAN, nhưng bên cạnh FTA của cả khối, Việt Nam và Hàn Quốc cũng ký hiệp định thương mại. Điều này rất quan trọng và làm thay đổi hoàn toàn quan hệ thương mại giữa chúng ta. Qua gần 2 năm có hiệu lực, FTA Việt Nam-Hàn Quốc đã góp phần nâng cấp quan hệ kinh tế giữa hai nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trước mắt mà doanh nghiệp hai nước phải đối mặt. Các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đang đối mặt với thời điểm mới, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không hề ít. Nếu như trước đây chính phủ đóng vai trò chủ lực trong việc thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước, thì hiện nay điều này phụ thuộc tất cả vào doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, cho đến nay, giữa Việt Nam và Hàn Quốc chưa tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội làng nghề. Riêng đối với Việt Nam, các mặt hàng thực phẩm của doanh nghiệp nước ta khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc còn gặp nhiều khó khăn, do thị trường này có các điều kiện khá khắt khe. Trong khi đó, một số nhà máy sản xuất thực phẩm lớn của Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường Hàn Quốc nhưng lại chưa biết tìm đối tác. Khó khăn nhưng không phải là không thể khắc phục. Nếu doanh nghiệp thực hiện tốt những quy định mà cơ quan quản lý thực phẩm Hàn Quốc đưa ra, thì cánh cửa vào thị trường này vẫn rộng mở. Một thách thức khác là vấn đề cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Hàn Quốc có lợi thế hơn hẳn Việt Nam về công nghệ, chất lượng, hàng hóa, dịch vụ và năng lực quản lý. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng có nhiều kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam, hiểu biết sâu sắc về văn hóa Việt Nam nên có khả năng thích nghi nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường Việt Nam. Điều này cùng với những điểm yếu như chậm đổi mới công nghệ, năng lực quản trị hiệu quả thấp của doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo ra nguy cơ mất thị trường, phải thu hẹp quy mô, thậm chí bị loại khỏi thị trường, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có chiến lược phát triển quan hệ lâu dài với đối tác Hàn Quốc thông qua việc học hỏi các đối tác Hàn Quốc tại Việt Nam. Hiện tại lĩnh vực nào đang được doanh nghiệp hai nước quan tâm đầu tư và phát triển nhất? Ông có thể cho ví dụ. Theo chiến lược phát triển của chính phủ Hàn Quốc từ năm 1990, khi Việt Nam bắt đầu chuyển từ nền kinh tế xã hội sang nền kinh tế thị trường, chúng ta có thể chia ra 2 đến 3 giai đoạn. Trong những năm đầu, rất nhiều công ty Hàn Quốc đã xây dựng các nhà máy sản xuất thâm dụng lao động tại Việt Nam, đặc biệt là tại miền Nam Việt Nam, bao gồm dệt may, giày dép hay hàng gia công, các lĩnh vực cần nhiều sức người. Bước sang giai đoạn thứ hai, từ năm 2000 đến năm 2010, nhiều công ty trong các lĩnh vực công nghệ cao hơn như dầu khí, công nghiệp nặng đã đến Việt Nam. Từ năm 2010 đến nay, chúng ta đang ở giai đoạn thứ ba, các công ty hàng đầu của Hàn Quốc đã đến Việt Nam. Đó là các công ty công nghệ cao, công nghệ thông tin như Samsung, LG. Họ đang đầu tư một cách mạnh tay vào Việt Nam. Vậy còn trong tương lai thì sao thưa ông? Trong tương lai, theo như tôi nghĩ, nhiều công ty đang hứng thú với lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực dịch vụ tại Việt Nam. Song song với đó là lĩnh vực tài chính. Vậy là Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam rất có hệ thống, từ lao động thủ công đến công nghiệp sản xuất, và hiện nay là dịch vụ và công nghệ thông tin. Và lĩnh vực này sẽ được đầu tư nhiều hơn nữa, song song với sự phát triển tại Việt Nam. Ngoài ra, một số công ty Hàn Quốc cũng sẽ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ đơn giản là đầu tư phát triển ngành lúa nước, chúng tôi muốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Chúng ta có thể thấy hàng hóa và dịch vụ của Hàn Quốc tại Việt Nam xuất hiện nhiều nhưng ở chiều ngược lại thì vẫn còn khiêm tốn. Đâu là những hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Hàn Quốc? Các doanh nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam vì họ lớn và có nguồn vốn, có năng lực, có khả năng cạnh tranh. Chúng tôi có chiến lược thâm nhập thị trường trong nhiều thập kỷ. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu có nguồn lực hoàn toàn có thể sang Hàn Quốc, đó là điều hết sức tự nhiên. Đó là lý do các bạn nên tư nhân hóa, đẩy mạnh sức mạnh của doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh, công nghệ. Về phần chính phủ, hai nước chúng ta cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc thắt chặt quan hệ ngoại giao. Đó là lý do vì sao Tổng thống Moon Jae-in sẽ tới Việt Nam vào tháng 4 để đẩy mạnh quan hệ song phương. Việt Nam có thể học hỏi gì từ Hàn Quốc trong việc hội nhập và khẳng định bản sắc của mình thưa ông? Công việc của tôi hiện nay là kết nối các công ty Hàn Quốc với các doanh nghiệp Việt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp sản xuất, phi lợi nhuận. Để giúp Việt Nam phát triển hơn nữa, chúng ta cần tập trung phát triển công nghệ. Tôi đang xúc tiến việc thúc đẩy trao đổi công nghệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam để các bạn có thể vượt qua Thái Lan, vượt qua Indonesia, Malaysia, Philippines. Việt Nam cần thực sự đầu tư vào công nghệ. Còn với Hàn Quốc và Việt Nam, chúng ta có xuất phát điểm hay nền tảng chính trị khác nhau. Nhưng nay, đường lối của chúng ta đều là mở cửa thị trường. Đây là điều quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam cần làm nhiều hơn nữa để phát triển nhanh chóng. Chúng tôi muốn gợi ý hai việc mà chính phủ Việt Nam có thể điều chỉnh. Thứ nhất là tư nhân hóa các công ty nhà nước mạnh mẽ hơn. Tôi biết là chính phủ Việt Nam đang làm điều này rất tốt. Đã có nhiều công ty nhà nước được tư nhân hóa, nhưng vẫn chưa đủ. Ví dụ, Petro Việt Nam, Vinasin. Tôi biết cả hai công ty này đều có một chút vấn đề và đang hoặc đã được tư nhân hóa. Điều này là cần thiết. Hiện nay các bạn vẫn còn có số công ty nhà nước nhiều hơn cần thiết. Và khi tư nhân hóa, chính phủ vẫn can thiệp sâu, khiến việc tư nhân hóa không có ý nghĩa. Người Việt Nam đang ngày càng tiến bộ và hoàn toàn đủ kiến thức để điều hành tư nhân các công ty này phát triển lớn mạnh hơn. Bạn biết Vingroup, FPT Group, tôi đều đã gặp gỡ lãnh đạo của hai công ty này. Họ làm rất tốt. Họ cũng học hỏi một số mô hình tại Hàn Quốc. Vậy nếu các bạn có thể tư nhân hóa nhiều hơn, tốc độ tăng trưởng sẽ là cấp số nhân. Hàn Quốc phát triển nhanh. Tại sao? Tại chính phủ chỉ lập chính sách, còn công ty thì thực hiện các chính sách này. Samsung, LG, Lotte, Hyundai. Tiếp đó, các bạn cần cho phép các công ty nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam.
tham gia vào quá trình tư nhân hóa các công ty này. Ví dụ, nếu VNPT muốn tư nhân hóa, LG và KBS có thể mua cổ phần. Chính phủ nên cho phép điều đó, bởi theo đó VNPT sẽ phát triển nhanh hơn và lập tức trở thành một công ty toàn cầu. Đó là một ví dụ. Gợi ý thứ hai của tôi, Việt Nam cần hiện đại hóa lĩnh vực ngân hàng. Các bạn có hàng chục ngân hàng nhỏ. Vào năm 1990, các bạn có hàng trăm ngân hàng, thì nay có khoảng 50 ngân hàng. Đây là điều tốt. Các bạn đang thu gọn hệ thống, sáp nhập nhiều ngân hàng với nhau. Điều này là điều tốt. Tuy nhiên, vẫn cần phải sáp nhập để tạo ra nhiều ngân hàng lớn hơn. Tại sao cần ngân hàng lớn? Bởi ngân hàng lớn thì có thể đảm bảo cho các hợp đồng lớn của các công ty tư nhân trong hoặc ngoài nước. Các công ty nhỏ không thể đủ vốn và năng lực để làm điều này. Ví dụ, Vingroup muốn xây tháp tại Ả Rập, vốn 10 tỷ đô la Mỹ. Họ cần có sự đảm bảo từ ngân hàng, nhưng ngân hàng của các bạn quá nhỏ, không thể đảm bảo cho thương vụ này. Việt Nam có nhiều tiềm năng, tôi tin rằng các bạn hoàn toàn có thể làm được điều này. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông và cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn bạn một lần nữa. Tôi chúc kênh truyền hình kinh tế VITV sẽ lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. Hiện nay chúng ta đã thấy những tín hiệu đáng mừng cho thấy quan hệ đối tác ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam Hàn Quốc trong thời gian tới, đặc biệt là sau chuyến thăm vào tháng 4 tới của Tổng thống Hàn Quốc. Và điều thực sự quan trọng là mối quan hệ đối tác của chúng ta đang phát triển theo hướng đem lại lợi ích và hạnh phúc lớn hơn cho người dân hai nước. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.